Test 5, đề số 5. Câu 1, lễ phục sinh diễn ra khi nào? Thứ nhất là tháng 11 hoặc tháng 12, thứ hai là tháng 1 hoặc tháng 2, thứ ba là tháng 3 hoặc tháng 4 và thứ tư là tháng 5 hoặc tháng 6. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba, lễ phục sinh diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm. Câu 2, đồng coin nào ở đây không phải là một đồng tiền Anh hợp lệ? Đồng 1p, 5p, 25p hay 1 đồng? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 3, không có đồng xu 25p nào. Câu 3, Eden Project thuộc khu vực nào? Thứ nhất là Dorset, thứ hai là Cornwall, thứ ba là Devon và thứ tư là Somerset. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ 2. Eden Project là chương trình chăm sóc và nghiên cứu thực vật quý hiếm hàng đầu thế giới, được xây dựng ở Cornwall, phía tây nam nước Anh. Nơi đây gồm hai quần xã sinh vật là nhiệt đới và địa trung hải. Câu 4, St. Helena và quần đảo Falkland là một phần của Vương quốc Anh, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là false, sai. Đây là lãnh thổ hải ngoại của Anh, có mối liên kết với Vương quốc Anh nhưng không phải là một phần của Vương quốc Anh. Câu 5, hai nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của cuộc sống ở Anh? Thứ nhất là chế độ quân chủ, thứ hai là tuân thủ luật pháp, pháp quyền, thứ ba là dân chủ và thứ tư là tham gia một đảng chính trị. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất và thứ hai. Các nguyên tắc cơ bản của cuộc sống ở Anh bao gồm dân chủ, pháp quyền, tự do cá nhân, khoan dung của những người có đức tin và tín ngưỡng khác nhau và tham gia vào đời sống cộng đồng. Câu 6, bạn nên đăng ký ở đâu nếu bạn muốn trở thành một thành viên của bồi thẩm đoàn? Thứ nhất là sổ đăng ký bầu cử, thứ hai là nhà thờ địa phương, thứ ba là NHS và thứ tư là đại sứ quán. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Những người có tên trong sổ đăng ký bầu cử sẽ được chọn ngẫu nhiên để phục vụ trong bồi thẩm đoàn. Do đó, nếu bạn muốn được chọn để trở thành một bồi thẩm viên, bạn phải có tên trong sổ đăng ký bầu cử và bạn ở trong độ tuổi từ 18 đến 70 tuổi. Câu 7, giáo hội Scotland thuộc loại nhà thờ nào? Thứ nhất là Catholic, thứ hai là Baptist, thứ ba là Presbyterian và thứ tư là Methodist. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Giáo hội Scotland là giáo hội Presbyterian, tức giáo hội trưởng lão. Câu 8, trò chơi golf có nguồn gốc từ đâu? Thứ nhất là xứ Wales, thứ hai là Australia, thứ ba là Ireland và thứ tư là Scotland. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, Scotland. Trò chơi golf hiện đại bắt nguồn từ Scotland vào khoảng thế kỷ 15-16. Câu 9, khi nào truyền hình và báo chí có những câu chuyện đùa cho đến giữa trưa? Thứ nhất là ngày lễ tình yêu Valentine's Day, thứ hai là Boxing Day, thứ ba là Halloween Day và thứ tư là April Fool's Day. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Vào ngày cá tháng 4, ngày mùng 1 tháng 4, truyền hình và báo chí thường có những câu chuyện đùa cá tháng 4. Câu 10, vị vua nào đã bị Oliver Cromwell đánh bại trong cuộc nội chiến và ẩn náu mình trong một cây sồi trước khi chạy sang châu Âu? Vua Richard III, vua Charles đệ nhị, vua James đệ nhất hay vua Henry thứ tư? Thì đáp án đúng ở đây là vua Charles đệ nhị. Câu 11, ai là cha của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất? Vua Edward đệ nhất, vua Henry thứ năm, vua Henry thứ bảy hay vua Henry thứ tám? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, cha của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất là vua Henry tám. Câu 20, khiếu nại chống lại cảnh sát chỉ có thể được thực hiện bằng cách viết thư cho ủy viên khiếu nại của cảnh sát, đúng hay sai? Thì đáp án là false, sai. Bất cứ ai cũng có thể khiếu nại về cảnh sát bằng cách đến đồn cảnh sát và viết thư cho cảnh sát trưởng của lực lượng cảnh sát có liên quan. Khiếu nại cũng có thể được gửi đến một cơ quan độc lập, ví dụ như Ủy ban khiếu nại cảnh sát độc lập ở Anh và xứ Wales, Ủy viên khiếu nại cảnh sát ở Scotland hoặc Thanh tra viên cảnh sát ở Northern Ireland. Câu 13, ai là thánh bảo hộ của Northern Ireland? St. George, St. Patrick, St. Andrew hay St. David? Thì đáp án đúng là đáp án thứ 2, St. Patrick. Câu 14, tên của thời kỳ khi những ý tưởng mới về chính trị, triết học và khoa học được phát triển gọi là gì? Thứ nhất là The Enlightenment, thứ hai là The Glorious Revolution, thứ ba là The Swinging Sixties và thứ tư là The Reformation. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất. Trong thế kỷ 18, những ý tưởng mới về chính trị, triết học và khoa học đã được phát triển, gọi là The Enlightenment, thời kỳ khai sáng.
Câu 10 năm, khẳng định nào sau đây là đúng? Thứ nhất, Mary Stuart, tức Mary nữ hoàng xứ Scotland là một người theo đạo Tin lành. Thứ hai, Mary Stuart, Mary nữ hoàng xứ Scotland là người Công giáo. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ hai. Mary Stuart, tức nữ hoàng xứ Scotland là người theo đạo Công giáo. Câu 16. Vi phạm nào sau đây thuộc về luật dân sự? Thứ nhất là bán sản phẩm thuốc lá cho bất cứ ai dưới 18 tuổi. Thứ hai là mua rượu cho người dưới 18 tuổi. Thứ ba là phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Và thứ tư là mang theo vũ khí dưới mọi hình thức, ngay cả khi nó là để tự vệ. Thế đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Phân biệt đối xử tại nơi làm việc sẽ được coi là một vi phạm dân sự. Câu 17. Đô đốc Nelson đã hy sinh trong trận chiến nào? Thứ nhất là trận chiến Hastings, thứ hai là trận chiến Waterloo, thứ ba là trận chiến Trafalgar và thứ tư là trận chiến Bannockburn. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ ba. Đô đốc Nelson phụ trách hạm đội Anh trong trận chiến Trafalgar và đã bị chết trong trận chiến. Câu 18. William xứ Orange được người Tin lành yêu cầu xâm chiếm nước Anh và tự xưng là vua, nhưng khi William đến Anh không có sự kháng cự nào và ông đã chiếm lấy ngai vàng. Sự kiện này sau đó được biết đến với tên gọi gì? Thứ nhất là The Glorious Revolution, thứ hai là The Restoration, thứ ba là The Great Depression và thứ tư là The Blitz. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, The Glorious Revolution, cuộc cách mạng vinh quang, hay một số nơi gọi là cuộc cách mạng không đổ máu. Câu 19. Friends of the Earth là tổ chức từ thiện gì? Thứ nhất là một tổ chức từ thiện môi trường, thứ hai là một tổ chức từ thiện nghiên cứu y tế, thứ ba là một tổ chức từ thiện làm việc với vật nuôi và thứ tư là một tổ chức từ thiện làm việc với những người lớn tuổi. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ nhất, Friends of the Earth là một tổ chức từ thiện về môi trường. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tổ chức từ thiện những người bạn của trái đất. Câu 20. Nếu một người chồng ép vợ quan hệ tình dục, anh ta có thể bị buộc tội hiếp dâm, đúng hay sai? Thì đáp án ở đây là true, đúng. Câu 21. Đế quốc Anh tiến hành chiến tranh Boer năm 1899-1902 ở nước nào? Thứ nhất là Netherlands, thứ hai là Falkland Islands, thứ ba là Gibraltar và thứ tư là South Africa. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Cuộc chiến Boer năm 1899 đến năm 1902 diễn ra ở Nam Phi. Cuộc chiến xảy ra giữa Đế quốc Anh và hai nước độc lập tại Nam Châu Phi, Orange Free State và Cộng hòa Nam Phi. Sau hơn 3 năm đấu tranh gay go, hai nền cộng hòa này phải đầu hàng và chịu khuất phục Đế quốc Anh. Câu 22. Hành động nào sau đây được gọi là canvassing? Thứ nhất là hiến máu cứu người, thứ hai là tình nguyện cho một tổ chức từ thiện môi trường, thứ ba là chăm sóc động vật tại một trung tâm cứu hộ động vật và thứ tư là thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho một đảng chính trị. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, thuyết phục cho mọi người bỏ phiếu cho một đảng chính trị. Câu 23. Cuốn tiểu thuyết nào được viết bởi tác giả Tolkien đã được bình chọn là cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất của đất nước năm 2003? Thứ nhất là Oliver Twist, thứ hai là James Bond, thứ ba là Pride and Prejudice và thứ tư là The Lord of the Rings. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư. Câu 24. Đức xâm lược Ba Lan vào năm nào? Năm 1942, năm 1941, năm 1940 hay năm 1939? Thì đáp án đúng ở đây là đáp án thứ tư, năm 1939. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức Quốc xã tiến hành cuộc xâm lược Ba Lan. Theo đó, binh sĩ phát xít Đức tràn qua biên giới Ba Lan và từng bước đánh chiếm các khu vực trước khi tiến vào thủ đô Warsaw. Ba Lan đã chịu thiệt hại không nhỏ trong cuộc xâm lược này.